Theo The Barber đưa tin, vào ngày 20 tháng 10 vừa qua, tại thị trấn Dân Phụ, Quảng Đông Trung Quốc, một bà mẹ trẻ đã bị phát hiện có hành vi tấn công đấm năm nhi ruột ngay trong thang máy. Mặc dù chưa biết rõ rệt nguyên nhân phía sau là gì nhưng đoạn clip đã thu hút được sự chú ý của cư dân mạng Trung Quốc vì hành động gây tranh cãi của bà mẹ. Hành động tấn công đập năm nhi 9 tuổi dã man gây căm phẫn của bà mẹ ở Trung Quốc. Sau khi vụ việc được truyền thông đưa tin minh mông tải, chồng của người thanh nữ này đã thông báo giải nghĩa cho hành động quá khích của hoàng hậu mình. Người này cho hay, do năm nhi 9 tuổi đã vô tình làm cô bị thương ở môi và tay nên người hoàng hậu mới có hành động tấn công đấm con dã man như vậy. Ngày vụ việc xảy ra, năm nhi của đôi hoàng hậu chồng này vì ham đi chơi với gamer thủ cùng lớp đã không về nhà khi người mẹ yêu cầu. Do cậu nhỏ bé chần chờ không muốn bước vào thang máy để về nhà nên bà mẹ buộc phải kéo năm nhi về. Tuy nhiên, cậu nhỏ bé đã than khóc khi bị mẹ kéo về khiến người mẹ nổi nóng, tấn công con liên tiếp trong thang máy. Trả lời với phóng viên, người chồng tiết lộ rằng trong lúc giằng co vào thang máy, cậu năm nhi 9 tuổi đã vô tình làm mẹ bị thương ở môi và ngón tay. Việc tấn công con như vậy là cực kỳ hy hữu vì bình soàn xỉn người thanh nữ này chưa bao giờ tấn công con như vậy. Hiện vụ việc vẫn đang được cảnh sát điều tra. Nguồn: The Barber.